zombie apocalypse. Chào mọi người, ngày hôm nay mình xin giới thiệu dòng sứ muối tiêu. Thì đây là loại sứ chuyên dùng để nuôi các dòng cá rồng cũng như là những dòng cá mắc tiền, bởi vì cái khả năng lọc nước cũng như là cái khả năng tạo vi sinh trong hồ cá của chúng ta nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì trên thị trường hiện tại cái hành sứ muối tiêu này nó có hai loại, một loại tốt và loại thường. Thì trên đây mình giới thiệu cho các bạn là loại sứ tốt. Thì đối với loại sứ muối tiêu loại tốt á, các bạn để ý những cái sứ này trên thân của nó sẽ có những cái đường rãnh. Đây, bốn mặt của nó đều có những cái rãnh. Đây là cách nhận biết cái sứ thường và sứ tốt. Một thùng sứ thanh muối tiêu như vậy là được 154 thanh. Kích thước của bên mình là 15 x 4 x 4. Thì hành sứ muối tiêu này nó rất là quan trọng trong hệ thống lọc. Nó có khả năng loại bỏ các kim loại nặng, phân hủy mùn hữu cơ do cá thải ra và bổ sung các loại khoáng vi chất cho nước, hạn chế sự phát triển của tảo và rêu hại trong nước. Các bạn để ý kỹ nha, về màu sắc cũng như là cái hình dáng của nó sẽ hoàn toàn khác với cái loại sứ muối tiêu thường khác. Tất cả loại sứ muối tiêu tốt đều có những cái rãnh, nó giống như cái hành sứ hoa mai màu vàng á, nhưng mà cái rãnh này của nó nhìn nó đẹp hơn và nó cứng cáp hơn so với cái hành sứ hoa mai vàng rất là nhiều. Đây, để mình quay trực tiếp cho mọi người xem nha, nhìn rất là đẹp. Cũng một cái kích thước như nhau nhưng mà cái trọng lượng con này nó nhẹ hơn và khả năng lọc nước nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.